Chào bạn quay trở lại với CR Tin học Văn phòng. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học Excel bài số 21 với một số hàm dữ liệu. Các hàm dữ liệu thì dữ liệu trong tiếng Anh là data, nó sẽ có cái chữ D ở đầu. Đấy, thì D cao, D max, D min, D sum, D average. Đấy là một số những cái hàm dữ liệu thường thấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào thực hành. Giả sử chúng ta có một cái bảng dữ liệu gồm rất là nhiều dòng như này, có Ấn Độ hơn 1.000 dòng gì đó. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện đếm các cái dữ liệu theo yêu cầu bằng hàm đề cao. Ví dụ nhà chúng ta đếm những cái môn học do khoa công nghệ tự động hóa đảm nhận, CNTDH đảm nhận và có hình thức thi là tự luận. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Đây. Chúng ta sẽ sử dụng hàm d cao như này, d cao này, chúng ta d cao mở ngoặc ra. Cái tham số đầu tiên ấy là cái bảng dữ liệu hay là cái database, thì chúng ta cần phải chọn vào ô đầu tiên, sau đó chúng ta đánh hai chấm, chúng ta về cái ô cuối cùng, chúng ta bấm vào cái ô cuối cùng. Đây, ví dụ đây là cái ô cuối cùng đó. Thì toàn bộ đó là cái bảng dữ liệu của chúng ta mà chúng ta sẽ thực hiện đếm trên cái bảng đó. Tiếp tục chúng ta bấm chấm phẩy hoặc là dấu phẩy tùy từng máy, và chúng ta chuyển sang cái trường thứ hai, đấy trường fill. Thì các bạn lưu ý là cái trường fill này nó chỉ đếm được cái cột dữ liệu là ngày tháng hoặc là số thôi. Thì các bạn hình dung đây là một cơ sở dữ liệu, do vậy là cái cột nó sẽ có số thứ tự là 1 này, 2 này, 3, 4 vân vân. 5 6 7 8 9 10. Thế thì chúng ta sẽ phải đếm theo số. Đếm theo số, ví dụ đây là cột số. Thì khi đó ví dụ chúng ta đếm theo cột số 3, 1 2 3 thì chúng ta đếm theo cột số 3 là dễ. Chúng ta gõ số 3 vào đây. Tiếp theo là chúng ta đến cái trường là điều kiện, criteria là điều kiện. Thì chúng ta copy cái cột này lên đây. Ví dụ như là khoa đảm nhận chữ công nghệ tự động hóa, chúng ta copy lên đây. Đây, chúng ta lên làm như này để cho nó tránh cái việc là sai sót. Đấy. Chúng ta lên làm việc là copy. Và nếu như mà chúng ta không copy, chúng ta tự gõ cũng được, nhưng mà có thể là nó sẽ xảy ra sai sót. Sau đó chúng ta đóng ngoặc, enter. Thì tổng cộng là có 78 môn học do khoa công nghệ tự động hóa đảm nhận và thi là tự luận. Bây giờ chúng ta thử tìm kiếm những cái môn học mà có hình thức thi là trắc nghiệm hay xem. Chúng ta copy, Ctrl C, chúng ta dán vào đây, Ctrl V, trắc nghiệm. Đấy. Thì chúng ta thấy là điều kiện nó thay đổi thì cái kết quả của nó sẽ thay đổi ngay, có 15 môn thi trắc nghiệm. Tiếp theo, chúng ta tìm, giả sử bây giờ chúng ta tìm cái giá trị lớn nhất trong cái cột tổng này chẳng hạn, giá trị lớn nhất trong cột tổng đề mắc, thì chúng ta sẽ làm như sau. Điều kiện vẫn như lúc nãy, tức là khoa đảm nhận là khoa CNTDH và hình thức thì là trắc nghiệm. Chúng ta tìm cái môn có cái tổng là lớn nhất, có cái cột giá trị tổng là lớn nhất, chúng ta gọi đây bằng là đề mắc mở ngoặc ra. Mà data field tức là cái bảng dữ liệu thì chúng ta vẫn giống như lúc trước, tức là từ cột A3 là bài hai chấm cho đến là x, x thì 1659, x 1659. Rồi tiếp theo tham số thứ hai thì chúng ta đếm từ trái sang xem cột tổng nó ở cái cột số bao nhiêu, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Ta gõ số 23 vào. Sau đó là cái vùng dữ liệu, thì vùng điều kiện thì đang bôi đen cái vùng này, chúng ta đóng mặt enter. Đó. Thế bây giờ giả sử như chúng ta tìm cái môn mà có cái hình thức thi là tự luận, chúng ta copy cái tự luận lên đây. Đấy, thì là 67,3. Vấn đáp máy đi, ta copy cái hình thức thi là vấn đáp máy, Ctrl C dán lên đây, Ctrl V thì là 59,6. Đấy, thì đấy là cái hàm dmax. Còn hàm dmin thì tương tự, không khác thế nào, chúng ta thay nó vào min thôi, bằng dmin thôi, ví dụ như là 21
giá trị nhỏ nhất là 21. Đấy. Tính tổng. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái yêu cầu là tính tổng của tất cả cái số tiết này, này, cái tổng số tiết này, này của những cái môn thi và đáp máy chẳng hạn, theo cái vùng điều kiện như này. Chúng ta sẽ làm như sau. Hoặc là tính tổng của giáo viên là tên là Lê Mạnh Hữu, chúng ta sẽ làm như sau. Số tiết của giáo viên Lê Mạnh Hữu chúng ta sẽ gọi là bằng D xăng. Vùng dữ liệu vẫn như vậy, tức là A3 hai chấm xì một một 659 sau đó chúng ta chấm phẩy. Cái trường thứ hai là cột tổng, chúng ta vẫn giống như lúc trước là cột số 23, sau đó là cái trường điều kiện thì chúng ta bôi đen là giáo viên Lê Mạnh Hiếu, đóng ngoặc enter là giáo viên Lê Mạnh Hiếu là 129 tiết. Bây giờ chúng ta đổi giáo viên đi, ví dụ như chúng ta chọn là giáo viên Phạm Vĩnh Long, dán vào đây 246 tiết, hay là Bùi Tuấn Anh. Đấy, thì là đấy là tính tổng. Tiếp theo là cái hàm trung bình thì chúng ta cũng thấy là vẫn tương tự như vậy. Bây giờ chúng ta tính số tiết trung bình của một môn thi tự luận. Tổng số tiết trung bình của một môn thi tự luận thì chúng ta sẽ gõ là bằng D average. Sau đó là cái cơ sở dữ liệu thì chúng ta vẫn giống như vậy, tức là từ A3 cho đến X1659. Rồi. Sau đó là cái vùng vùng cái cột tổng này, này cột chúng ta tính trung bình ấy, thì vẫn là cột 23, và vùng điều kiện thì đây tất cả những vùng vật đa máy trước, sau đó chúng ta enter 36,21 tiết một môn thi vấn đáp án, tổng số tiết của một môn này. Giờ chúng ta thay cái hình thức này bằng tự luận xem. Thì là 37,3, thay bằng trắc nghiệm xem. Thì là 27,9. Bây giờ chúng ta làm thêm một ví dụ nữa. Bây giờ chúng ta giả sử chúng ta sẽ tính tổng số tiết dạy thực hành cho giáo viên, một giáo viên nào đó, ví dụ Bùi Tuấn Anh hay Phạm Đức Long. Thì bây giờ chúng ta cần phải có cái hình thức thi, hình thức học là thực hành nữa, để chúng ta có cái ô là kiểu học. Ở đây kiểu học là lý thuyết là thực hành, thì chúng ta copy vào đây, chúng ta dán đây. Rồi chúng ta copy cái bên trên thôi, Ctrl C. Sau đó là chúng ta có kiểu học là thực hành. Thì đây thực hành. Đây là sẽ là cái vùng điều kiện chúng ta. Giáo viên là Bùi Tuấn Anh và kiểu học là thực hành. Chúng ta sẽ đếm tổng số tiết dạy thực hành của giáo viên Bùi Tuấn Anh bằng cách như sau. Chúng ta dùng hàm D sum. Sau đó vùng dữ liệu thì vẫn là từ A3 cho đến XC1659. 1659. Rồi. Tiếp theo là trường số tiết, là tổng số tiết thì vẫn là cột số 23, và vùng dữ liệu là giáo viên Bùi Tuấn Anh, kiểu học thực hành. Đóng ngoặc enter 122,8 kiểu học thực hành. Bây giờ chúng ta thử đổi thành kiểu học lý thuyết xem. Lý thuyết 143 tiết lý thuyết. Bây giờ chúng ta đổi giáo viên xem. Đổi điều kiện là giáo viên Phạm Đức Long 237 tiết lý thuyết, và đổi sang kiểu thực hành. Đấy, xem có tiết thực hành nào không? Có 9 tiết thực hành thôi. Rồi. Bây giờ chúng ta thử xem đồng chí Nguyễn Văn Dim. Đấy, Nguyễn Văn Dim 57 tiết thực hành. Bây giờ chúng ta kiểm tra số tiết lý thuyết của đồng chí đấy. Lý thuyết đó, 162,1 tiết lý thuyết. Thì
Trên đây là một số những hàm dữ liệu thông dụng mà chúng ta thường hay sử dụng trong Excel. Các bạn có thể là thường hay thêm một số những cái vùng điều kiện khác trong này. Chúng ta thế này chúng ta có thể là trích rút được nhiều hơn nữa cái dữ liệu ở trong một cái bảng dữ liệu lớn trong Excel. Chúc bạn thành công. Các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký để xem được các video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt các bạn.